Làm thế nào để tớ biến thành Kurumi? Tớ biết nè. Mấy phụ kiện này thật hoàn hảo. Wow, đẹp quá đi. Được rồi, còn trang điểm thì sao? Cứ để đó cho tớ. Chúng ta cần bút kẻ mắt có ngò dẹt, nhiều màu tím hơn nữa. Mình sẽ làm một ly nước ngon. Thí nghiệm bị mất kiểm soát rồi. Có chuyện gì vậy nè? Mình bị sao thế này? Wow, mình biến thành Hello Kitty rồi. Và đó là hình dạng mới của mình. Khoan đã. Mình có thể biến mọi thứ thành kiểu Hello Kitty. Tụi mình sẽ có nhiều chuyện vui đây. Thiên, ai đã làm vậy với cậu thế? Ôi trời đất ơi, phòng của mình bị làm sao thế này? Hello Kitty, gì cơ? Thiên đáng thương, tớ sẽ không để cậu như vậy đâu. Khẩn cấp, sơn móng tay màu đen và hình xanh. Tớ sẽ cứu cậu khỏi sự cuồng cầu vòng kia. Xem tớ nè. Bam. Không. Dễ thương ha. Mình dị ứng với màu sắc. Không. Ok, nó mất rồi. Hãy ôm nhau nào. Cất cái tay cậu đi đi. Đồ cuồng cầu vòng à. Xấu tính quá nha. Găng tay mới nè. Chúng là cô te nhất luôn á. Muốn ôm không nè? Được thôi, cậu ấy bảo được á. Cảm ơn nha bạn thân. Không có gì xảy ra cả. Phép thuật cầu vòng của mình sao nó không hiệu nghiệm vậy? Không. Không một điểm sáng nào cả. Chắc tại đôi găng tay đó. Thôi kệ đi, tớ vẫn thích nó mà. Thiên, chúng ta thật tuyệt nhỉ. Ba ơi ba. Con muốn nó. Tay à. Con yêu. Thì con có nhiều đồ chơi rồi mà. Nhưng mà con cần Thiên. Ok, để xem chúng ta có thể tìm ở đâu nào. Tuyệt. Chúng ta sẽ ra ngoài đi săn. Không. Khung cảnh hoàn hảo. Hy vọng đó là thợ săn cầu vồng. Mấy người là ai vậy? Đây là lý do tôi ở đây. Không, cảm ơn nha. À, tôi hiểu vấn đề rồi. Nhiều đây đủ chưa? Ba sẽ lo liệu mọi thứ. Con cảm ơn ba. Không phải để bán đâu. Con muốn đồ chơi mới ngay bây giờ. Hello Kitty. Chào bé. Quên Thiên đi. Con muốn Hello Kitty. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Sao cũng được. Lần sau chúng tôi sẽ lại đến nha. Ủa ai vậy? Mấy người giàu thật điên rồi. Chúng ta phải lập kế hoạch thôi. Ba ơi, con sắp hết kiên nhẫn rồi. Rồi, con yêu à. Ba đang viết đây nè. Đó. Sắp xong rồi. Hiểu chưa? Nè, đây là kế hoạch của chúng ta. Là ba và con, chúng ta sẽ mang cái túi và bắt cóc Thiên đi. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Nhiều hơn. Yeah. Chúng ta sẽ để thư mời dự tiệc ở đây. Đó là nơi chúng ta tráo đổi Thiên lấy Hello Kitty. Ba thông minh quá à. Thiên trốn đâu rồi nhỉ? Đó là âm thanh của thiên đường. Hả? Mình đang ở đâu đây? Mình đang rất tập trung đó nha. Thế à, cậu là thứ chúng ta cần đó. Ba bắt được Thiên rồi nè.
buổi sáng quét đi. Thiên, Thiên đâu rồi? Thiên, lại đây nào. Ồ không, Thiên mất tích rồi. Ngón tay không thể thay thế bằng gì cả. Đúng là ác mộng mà. Chờ chút, tớ thấy gì nè. Cậu ấy đâu rồi? Ồ, cậu tìm thấy gì vậy? Không nhặt lên được. Tại cái đôi găng tay này cả. Cậu có thể bỏ mang cái cốc ra khỏi tay tớ được không? Được rồi, tớ sẽ tha cho cậu. Ao! Tớ có ngón tay rồi nè. Nhặt đi. Thiên sẽ đến buổi tiệc. Tụi mình đi thôi. Ok. Wow, bữa tiệc tuyệt quá à. Quá là hồng luôn. Đồ phá hỏng bữa tiệc à. Cậu sẽ là Kurumi. Bảo vệ kìa. Chào Kitty. Cậu có thể vào. Hello Kitty. Đi với tớ đi. Chắc chắn rồi. Không, đứng lại. Hả? Đây là Hello Kitty. Đúng vậy, là tôi đó. Và đây là Kurumi. Cô không giống Kurumi gì cả. Cô không được vào. Bye bye, hẹn gặp cậu ở nhà nha. Cậu không vào đó một mình được đâu. Quá nhiều cho một bữa tiệc. Làm thế nào để tớ biến thành Kurumi? Tớ biết nè. Là gì vậy? Ôm trước đi. Được rồi, mãi là bạn thân nha. Đến đây nào, vali ma thực. Hãy mở một show diễn thời trang nào. Ok. Cậu nên mặc gì đây ta? Không, không. Thử cái này đi. Tớ nghĩ là không hợp đâu. Pikachu, Pikachu. Tuyệt. Không hả? Ok, nếu vậy thì nè. Thật luôn đó hả? Tương cà và mù tạt. Làm ơn, đừng mà. Mấy phụ kiện này thật hoàn hảo. Yeah, nó tuyệt đó. Wow, đẹp quá đi. Được rồi, còn trang điểm thì sao? Cứ để đó cho tớ. Chúng ta cần bút kẻ mắt có ngòi dẹt. Và lớp liner màu tím ở mi dưới. Nhiều màu tím hơn nữa. Kurumi, trông tớ thế nào? Giống chứ. Làm bàn tay cậu như vậy đi. Ồ, dễ thương quá à. Y chang nhau luôn. Giờ chúng ta đi tìm Thiên thôi nào. Ờ hả? Vào đi. Yes. Wow. Bữa tiệc đỉnh quá à. Thiên kìa. Chào. Thiên, có gì đó sai sai. Kitty, nhìn thấy chứ. Nếu cậu hỏi tớ thì bữa tiệc này có vẻ sơ sài đó. Nói thật thì chẳng có vị khách nào cả. Gương mặt đó trông quen thế nhỉ. Xin chào Wendy. Ô không. Oh yeah. Bắt họ đi ba. Đến đây nào. Oh oh. Đi thôi nào. Oops. Giờ thì hai người tiêu rồi nhỉ. Tôi đã sẵn sàng để chiến đấu. Thiên. Gì cơ? Này, nhóc được ván. Cậu biết phải làm gì rồi đó. Xin chào. Có vậy thôi à. Chưa đâu nha. Nào, tấn công. Chuyện nhỏ. Ow, lưng của tôi. Ba ơi, con sẽ báo thù cho ba.
tay của mình. À ha, chuẩn bị đi cầu vồng. Đúng rồi, tay của mình. Bắt được rồi nha. Hả? Bóp thép hả? Cảm ơn nha, tớ thích bóp thép. Cậu là bạn thân mới của mình. Đồ thua cuộc, chuẩn bị chiến tiếp chưa? Giờ đã nào. Nhìn họ kìa, tôi tin là họ hợp nhau đó. Phải vậy chứ. Cậu biết đó, nó khá dễ thương. Kitty ơi, chúng ta phải đi rồi. Được thôi, đi thôi nào. Ô không, Kitty, đừng đi mà. Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Đừng khóc nữa mà. Cậu được mời đến bữa tiệc của tụi tớ nè. Chúng ta sẽ vui chơi cùng Hello Kitty vào mỗi cuối tuần nha. Thật tuyệt vời. Ủa, có gì đó tệ hại xảy ra rồi. Hãy quay về từ địa ngục đồ chơi. Sống lại đi Ben Ben. Yeah, phép thuật thành công rồi nè. Tớ sống lại rồi. Hồi sinh đồ chơi trái phép. Ái chà chà, thế là cậu đã sống lại á. Tên tội phạm đây rồi. Cậu ấy là ai vậy? Hàng xóm mới hả? Cậu đã bị bắt. Ma thuật đen là phạm pháp nha. Nhầm lẫn gì rồi? Mình không thích đeo vòng tay. Nghỉ ngơi sau song sách đi. Nè, từ từ chứ. Này, cô gái mới. Ai chà chà, coi nào, cậu ấy là ma cà rồng thuần chủng. Xin lỗi, nhầm lẫn xíu. Cậu ở trong danh sách người tốt. Tớ có thể xin dấu cắn chứ. Tuyệt vời, dĩ nhiên là được rồi. Wow, gặp tay nào bạn thân. Từ giờ, chúng ta cùng đội nha. Mình phải nắm lấy cơ hội này. Khoan đã, cắn tớ nữa. Làm ơn. Cậu á hả, xanh xao quá đi. Cậu bị thiếu máu rồi. Ok, tớ có thể cắn tạm vậy. Cái gì vậy? Thật kinh tởm mà. Đỉnh đầu độc tớ à, đồ tâm thần. Ui, cái gì thế này? Tuyệt, ma cà rồng đã bị hạ gục. Này, đó là gì vậy? Không có gì. Nè, ma cà rồng, cậu sao rồi? Cảm ơn nha. Danh sách cách trở thành ma cà rồng. Bắt đầu với phần trang điểm nào. Thiên, bước đầu tiên, mình cần đôi tay của Enid. Sau đó, ủa, Thiên, tớ không hiểu. Và tớ sẽ không đi đâu cả. À rồi, được rồi. Sau đó, tớ đến đây để gặp Wes đi. Cậu ấy đến để gặp mình á. Được chứ. Không nhanh vậy đâu nha. Kiểm tra trước đã. Cậu thật hài hước. Vào đi. Có chuyện gì vậy Wes đi? Tớ có thể giúp gì cho cậu? Để được ra khỏi tù thì tớ cần phải trở thành ma cà rồng á. Cậu sẽ phải giúp tớ lột xác nha. Biến cậu thành ma cà rồng á hả? Tớ sẽ chuẩn bị quần áo. Cậu phải đi rồi. Ừ, tạm biệt. Ồ, Thiên, cậu mang gì cho tớ vậy? Là túi trang điểm của Enid. Cảm ơn cậu nha. Bắt đầu thôi nào. Đây là gì vậy? Ồ, mình có thể dưỡng ẩm da với nó. Phải thêm một ít nước vào. Rồi bật lên. Chà, cảm giác thích thật á. Làn da nhợt nhạt của mình đã biến mất rồi nè. Vậy là chỉ cần di chuyển các ngón tay của mình như thế này. Và đây chính là cách để trang điểm nhỉ?
Nè, tại sao không được vậy? TikTok lại chơi mình nữa rồi. Thôi được, mình sẽ dùng cách cũ vậy. Nếu cào tường như thế này, có thể sẽ thu được thứ gì đó hay ho. Vài viên gạch nữa. Ô không, không trái tim gì cả. Tình yêu giả tạo. Bây giờ mình cần kẻ mắt đôi cánh và thêm kim cương giả đỏ. Tạo điểm nhấn cho mí dưới bằng màu đỏ. Wow, đúng là ánh nhìn ma cà rồng. Chuốt lông mi. Son bóng có vẻ nhạt quá đi, nhưng lúc trước nó rất hữu ích với mình mà. Ma cà rồng cần đôi môi thật nổi bật. Thêm màu đỏ gạch nhũ. Tạo khối bằng bút chì đen. Và cuối cùng, bước yêu thích của mình, tô son đỏ tươi. Trang phục ma cà rồng ư? Để xem nào. Hộp trang phục Halloween. Mình nghĩ trong này sẽ có gì đó dùng được nè. Ồ, đây rồi. Áo choàng ma cà rồng sang trọng. Cứ như đã trở thành ma cà rồng vậy. Ổn rồi đó. Cổ áo của Wesley chưa đủ ma cà rồng, nhưng mình có thể sửa. Mình sẽ làm phần bèo nhún và trang trí bằng viên hồng ngọc đẫm máu. Yeah, thật ma mị. Còn váy thì sao nào? Xanh lam, không hợp với ma cà rồng. Bật chế độ hiệu chỉnh nào. Đúng vậy, tuyệt vời. Wow, đỏ hoàn hảo. Trang phục đã sẵn sàng. Cậu cầm cái gì đó? Chỉ là đồ màu hồng của tớ thôi. À, được rồi. Đi đi. Nào, quét đi. Tớ có mang vào đây nè. Cái gì? Màu hồng ư? Tớ thả luôn trong tù thì hơn. Bên dưới á. Ừ, đúng vậy. Làm tốt lắm, Inis. Có đủ mọi thứ luôn nè. Cả chiếc váy nữa. Ừ, ma cà rồng của mình. Cậu biến mất rồi sao? Cậu ấy vắng không phép. Nhìn nè, chúng ta có ma cà rồng mới. Được chứ? Ma cà rồng đây. Nè, Ben, thả tớ ra. Tớ là ma cà rồng tốt đó nha. Giờ tớ đi được chưa? Cậu đang đùa tớ à? Cậu không có mắt hay răng ma cà rồng. Xin lỗi. Thôi nào, quét đi. Cho tớ biết tiếp theo danh sách có gì đi. Chả có gì. Không cần nữa đâu. Trang điểm, quần áo, chúng ta làm cả rồi. Để tớ xem nào. Ồ, cậu bỏ lỡ phần tiếp theo rồi nè bạn thân. Cái gì? Nhiều thứ quá vậy. Răng, tóc, biết lấy chúng ở đâu cơ chứ. Đừng lo, tớ hỗ trợ cậu cho. Hít thở sâu vào. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó. Cậu mọc răng và tớ sẽ chăm sóc mái tóc của cậu nha. Ổn chứ? Được á, tớ sẽ đến ngay. Răng ư? Ồ, Ben, cậu đang nhai kẹo cao su à? Này thỏ. Bong bóng của cậu bé tí. Tớ cá là cậu không thể thổi quả bóng khổng lồ. Dễ thôi, coi đây nè. Không thấy gì cả. Cố với. Mình không nhìn thấy. Mình sẽ lấy kẹo cao su. Đây là nguyên liệu mình cần để làm răng nanh. Không ổn đâu. Tìm tiếp vậy. Để xem nguồn cấp tốc của mình.
Minnie, tớ sẽ lấy tóc của cậu nha. Ow! Ủa? Hóa chất rơi xuống tóc giả. Đúng là một ý tưởng điên rồ. Mình sẽ nhuộm hết tóc. Đỏ hơn. Oops. Oh. Wow, màu sắc hoàn hảo. Nè, quét đi, đứng lên đi. Hả? Wow, tóc ma cà rồng chết người. Không còn gì ngoài lên mắt. Làm thế nào để có đôi mắt ma cà rồng đỏ nhỉ? Tớ biết nè. Mufasa, đừng chết mà. Hợp lý đó chứ. Nè, quét đi. Xem clip này đi. Clip gì vậy? Ồ không, họ là những con quái vật độc ác. Wow, mắt tớ đỏ hoe vì khóc rồi nè. Bây giờ cậu chính là ma cà rồng rồi đó. Cậu thành công rồi. Nè, Ben Ben, cậu thả tớ ra có được không? Cái gì? Là ma cà rồng sao? Trời, đúng rồi. Cậu thật sự rất tuyệt đó nha. Ra ngoài đi. Yeah, thành công rồi. Thiên, không, trang phục sai rồi. Ồ, tốt hơn nhiều rồi đó. Chúc mừng, quét đi ma cà rồng. Khoan đã, vì cậu là ma cà rồng nên hãy cắn bạn thân của cậu đi, để xem. Được rồi. Hả? Nhưng cậu không phải là ma cà rồng thật mà. Cái gì? Sao cậu ấy không trở thành ma cà rồng? Xem chiếc hộp đi. Có bất ngờ dành cho cậu đó. Cái hộp này á hả? Đúng vậy. Thì ra đây là kẻ đứng sau vụ bắt cóc. Bye bye. Cô ấy kìa. Các bạn đi đâu thế? Chào Barbie. Ma cà rồng. Ai muốn ký tặng nào? Mình. Mình nữa. Mình mê ma cà rồng lắm. Hả? Sao lại? Còn mình thì sao? Phải làm sao bây giờ? Thế là hết. Hai đứa mình một trời một vực. Không, rồi hết lớp trang điểm rồi. Phải sửa lại thôi. Trang điểm theo phong cách ma cà rồng nào. Tạo khối. Ủa, không sao, vẫn còn cứu được mà. Móc khóa bọt biển vào việc nào. Đánh thật đều. Cảm ơn và tạm biệt. Phấn phủ. Loại này không được. Phải là loại cho ma cà rồng cơ. Nhợt nhạt rồi đó. Mình có ý này nè. Mình sẽ bôi một lớp kem dưỡng da lên trên giấy nến, tạo hình nước mắt bằng keo nóng. Thêm kim tuyến màu hồng. Vậy là có nước mắt máu chất lừ rồi. Vẽ kim tuyến lên phần mắt dưới, viền môi đen và lòng môi hồng. Bộ đôi hoàn hảo. À, còn răng nanh nữa. Bước cuối cùng là chọn màu mắt. Màu xanh mắt lạnh là hợp nhất. Chuốt mi đậm. Coi chừng đó. Nancy, bạn có đó không? Chào các bạn. Barbie đó hả? Dễ thương quá à. Chào. Ủa? À, dơi. Bạn có thấy chúng không? Điện thoại của mình. Thôi ở yên trong tủ luôn đi. Ồ, chào. Ủa, mình còn mặc đồ ngủ. Chào. Và tạm biệt. Khoan đã, bạn phải giúp cho mình. Nhẫn bạc. Thật luôn. Bạn biến mình thành ma cà rồng nha. Cũng được. Nhưng bạn phải làm xong danh sách này cái đã. Dễ như ăn cháo thôi ấy mà. Ồ, cũng còn tùy nha. Cha,
chốt nha. Trước tiên mình sẽ dọn dẹp, quét hết bụi đi nào. Mình đói quá à. Bữa trưa ngay đây. Thật dễ dàng. Dừng. Hả? Ô không, răng nanh của mình. Chỉ là mơ mà thôi. Dọn dẹp xong rồi nè. Tốt. Mình xong bài tập rồi. Cô ấy đâu rồi ta? Hay lắm. Còn gì để làm ta? Cặp răng nanh dơ quá. Phải lau chùi một chút. Đừng có chạm vào cái màn mà. Mình cháy rồi. Cố chịu nha. Mình đến liền. Không. Rồi, mặt trời mất rồi. Suýt nữa thì. Chán ghê. Mình không bao giờ ra biển được. Mình có ý này nè. Tuyệt hết. Làm tí gió biển cũng không chết ai được đâu. Mình còn chưa dám mơ bao giờ. Mệt quá à. Thôi mà, tí nữa thôi. Được. Cảm ơn bạn. Món quà tuyệt nhất mình từng có. Giờ bạn giúp mình thành ma cà rồng được chứ? Được chứ. Nhưng mà đến giờ phải đi học rồi. Làm ma cà rồng là một trách nhiệm to lớn. Wow. Ai thế này? Cô ấy. Yêu từ cái nhịp đầu tiên. Khẽ giết ma cà rồng. Mình trông ổn chứ? Đi nào. Hả? Không phản chiếu. Kỳ lạ. Tóc bạn dài quá à. Phải cắt ngắn lại mới được. Bạn đang làm gì thế? Tin mình đi. Được. Chắc thế sẽ tốt hơn. Chưa xong đâu nha. Sao? Hả? Làm thuốc ma thuật nào. What? Con dơi. Oh, wow. Con ruồi. Và xương khủng long. Nhện nữa. Ghê quá à. Ba la xì bùa. Đây là công thức ma thuật. Để nhuộm tóc. Thật sao? Mình thích lắm. Thoa thuốc nhuộm lên lọn tóc. Rồi quấn giấy bạc lại. Dễ thương quá à. Dùng máy sấy tóc để đẩy nhanh quá trình. Wow. Tuyệt quá đi. Chứ sao nữa. Cho mình vài lọn tóc màu được không? Nha. Được chứ. Rồi bạn sẽ có tóc màu. Yeah. Vui thật luôn đó. Công nhận. Kẻ giết ma cà rồng ở gần đây là hắn. Trốn thôi. Này, bạn đi đâu vậy? Bắt được rồi. Bye. Chào. Sao bạn lại là ma cà rồng chứ? Thật là đau đớn. Giờ không phải là lúc để sướt mướt. Hành động thôi. Hả? Hả? Tỏi bảo vệ. Nước hoa. Mình cũng có nè. Phi tiêu điện thoại bạc. Bắt được rồi. Số điện thoại của mình nè. Không. Đủ rồi đó. Mình sôi máu rồi đó nha. Vũ khí bí mật. Ồ, là maracas. Mình sẽ điên lên mất. Nhảy hả? Mình thì thích hát. Đủ rồi. Chuyện này phải đi thôi. Chết với mình. Từ từ nào. Để rồi xem ai mạnh hơn. Bạn không thắng được đâu nha.
bản thân của mình. Mình, thật sao? Còn bạn là người mà mình yêu. Mình biết mà. Cùng sống hạnh phúc bên nhau nha.